đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Phạm Quỳnh Anh tung bộ ảnh đẹp sắc sảo mừng sinh nhật tuổi 18, tự dặn mình chân cứng đá mềm. Sắc vóc của Phạm Quỳnh Anh trong bộ ảnh đón tuổi mới khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh đen trắng cùng dòng trạng thái. Tuổi 18 vừa ập đến, mong em chân cứng đá mềm, luôn có niềm tin vào cuộc sống, luôn khỏe mạnh và bình an là được em nhé. Dù những bức ảnh được chụp với phong cách tối giản không quá cầu kỳ, nhưng vẫn rất thu hút, bật lên được nét quyến rũ cũng như sức sống của giọng hát. Tất cả sẽ thay em, sự vui tươi của Phạm Quỳnh Anh ở thời điểm hiện tại, sau không ít sóng gió, có lẽ là điều người hâm mộ mong mỏi nhất của cô nàng. Phạm Quỳnh Anh tung bộ ảnh trẻ trung đón tuổi mới. Với biểu cảm tự nhiên và lối trang điểm nhẹ, cô vẫn tạo nên sức hút đặc biệt. Bà mẹ hai con hiện đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thời gian qua, ngoài chăm sóc các con cũng như bận rộn với các dự án âm nhạc, Phạm Quỳnh Anh còn tham gia chương trình The Voice Kids, giọng hát Việt nhí 2019 bên cạnh người đồng hành Dương Khắc Linh. Bên cạnh các kỹ năng chuyên môn dày dặn với kinh nghiệm của một người mẹ, nữ ca sĩ dễ dàng chiếm trọn tình cảm của các thí sinh nhí với những hành động ngọt ngào như chuẩn bị xe thức ăn và nước uống, đưa học trò đến khu vui chơi. Xin chúc Phạm Quỳnh Anh có một tuổi mới thật ý nghĩa và tiếp tục thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó thì đừng quên đón xem giọng hát Việt nhí được phát sóng lúc 21 giờ 15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 nhé.